Hello anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Alpha Converter. Như đã hứa ở trong video mở hộp MRTX 3080 Ti, mình đã mang tới ở đây là một phiên bản khác của Gigabyte, là một phiên bản RTX 3080. Trước khi đi vào tìm hiểu sâu hơn thì nhìn hai bên tay mình đây, liệu các bạn có nhận ra được đâu là phiên bản RTX 3080, đâu là phiên bản RTX 3080 Ti? Dĩ nhiên thì chúng ta sẽ không thể nào nhận biết được rồi, bởi vì cái hình thức thiết kế và hình thức bên ngoài sẽ hoàn toàn giống nhau. Điểm khác biệt duy nhất đó chính là ở con tem đi kèm ở đằng sau sẽ giúp các bạn nhận biết được đâu là phiên bản RTX 3080 Ti và đâu phiên bản RTX 3080 thường. Đây không tính cái trường hợp cắm vào máy nhé, cắm vào máy thì dĩ nhiên chúng ta sẽ nhận ra được rồi. Thì mình sẽ bắt nói sơ qua một chút về cái phần ngoại hình. Thì điểm tương đồng các bạn nhìn thấy ngay đó là hệ thống 3 quạt VinFast của Gigabyte chắc chắn phải có rồi, trên các phiên bản cao cấp hay là phiên bản tầm trung thì đều được sở hữu công nghệ này. Số lượng ống đồng sẽ đều là như nhau, chúng ta sẽ có 7 ống đồng và chạy đều ra hai bên. Cùng với đó, cái mặt tiếp xúc với nhân GPU cũng với lại cái những cái phần VRAM ấy sẽ được làm từ đồng luôn chứ không phải làm từ nhôm như trước nữa. Những cái phiên bản đời trước đa số sẽ được làm từ nhôm, còn đối với những phiên bản cao cấp như này sẽ được làm từ đồng để tăng khả năng dẫn nhiệt và tiếp xúc nhiệt, thì qua đó tản nhiệt tốt cho cái chip nhớ VRAM cũng với đó là phần GPU. Và hệ thống cấp nguồn cũng đều sử dụng hai cổng cấp nguồn 8 pin và bộ nguồn đề xuất của cả hai sẽ đều là 750W công suất thực. Thì mình sẽ đi đến phần spec của hai mẫu card đồ họa này để các bạn có thể thấy được là phiên bản RTX 3080 Ti hơn cái phiên bản RTX 3080 thường như nào. Khi nhìn vào bảng spec hiện lên, các bạn đã có thể nhận ra ngay được đó chính là về phần lượng nhân CUDA của RTX 3080 Ti nhìn hơn hẳn khi mà có hơn 10.000 nhân CUDA, trong khi RTX 3080 chỉ có gần 9.000 nhân. Lượng nhân Tensor Core cũng đã ít hơn 10% khi so với RTX 3080 Ti, và RT Core của RTX 3080 Ti cũng nhiều hơn, tương đối nhiều hơn tận đó chính là 12 nhân. Về phần xung nhịp base clock thì RTX 3080 sẽ cao một chút khi so với RTX 3080 Ti, tương tự về phần boost clock cũng như vậy. Tuy nhiên đây chỉ là những thông số gọi là đến từ hãng thôi, những phiên bản Founder Edition đến từ hãng thì sau khi mà đưa lên những cái nhà OEM như kiểu là Gigabyte đây thì họ sẽ chỉnh sửa một chút để cho phù hợp với từng một phiên bản một. Thì trong quá trình mình test ấy, thì mình cảm thấy được rằng mặc dù là trên mặt thông số lý thuyết cái xung nhịp của RTX 3080 Ti ít hơn một chút, thế nhưng thực tế khi mà mình mang ra mình test game thì xung nhịp lại tương đồng nhau, đều gần 2000 MHz. Đây chính là những điểm lợi thế cho những bạn mua được những phiên bản custom lại đến từ các hãng. Còn nếu mà mua phiên bản Founder Edition thì đó, xung nhịp sẽ hơn một chút. Còn về phần điện năng tiêu thụ thì sao? Mặc dù đều TDP của cái sản phẩm này khi mà mình check thì đều ghi là 320W. Tuy nhiên khi mà được custom lại rồi thì điện năng sẽ khác đi một chút. Đối phiên bản RTX 3080 Ti thì điện năng tiêu thụ cao nhất sẽ rơi vào khoảng chừng 350 đến 360W. Còn đối phiên bản RTX 3080 thường thì điện năng sẽ thấp hơn khoảng 10W. Thôi coi như là mình sẽ coi hai phiên bản này có mức cái điện năng tiêu thụ là giống nhau. Nhưng bởi vì cái mức nhiệt gọi là cái mức tiêu thụ điện năng lớn hơn 10W, thế nên cái mức nhiệt độ chênh lệch nhau sẽ nằm khoảng từ 1 đến 2 độ C. Những cái vấn đề này chúng ta coi như là bằng nhau đi, bởi vì mang so sánh những cái khái niệm này sẽ là không tương đồng. Và bây giờ thì mình sẽ test game luôn. Và mình sẽ test game trên độ phân giải 2K và cấu hình được mình lựa chọn để trang bị là CPU Intel Core i7 11700K để có thể phù hợp nhất và gánh được toàn bộ hiệu năng của RTX, hai mẫu RTX luôn. Main dĩ nhiên sẽ là main Z590 rồi, và RAM sẽ là 16GB RAM, tương đối lại một chút là 3333, bởi vì RAM đến từ Gigabyte. Hệ thống tản nhiệt cho phần CPU mình cũng sẽ sử dụng một bộ tản nhiệt nước tới từ Gigabyte luôn để không gây cái hiện tượng gọi là CPU bị quá nhiệt, để không còn bất kỳ lý do nào hay một ông nào đó bảo là hệ thống bị quá tải và không chính xác trong quá trình test. Đối với tựa game là Shadow of Tomb Raider thì mức độ FPS sẽ chênh lệch khoảng 10%. Thì đây chính là những gì mà NVIDIA quảng cáo ở trên trang chủ khi mà mới ra mắt. Chuyển sang một số các tựa game khác như Far Cry 5, Horizon Zero Dawn, Assassin's Creed Valhalla và Watch Dogs Legion. Theo như mình thấy thì mức độ FPS chênh lệch là có, sẽ rơi vào khoảng từ 5-10%. Ở một số các tựa game hoặc một vài phân cảnh thì cái mức độ FPS sẽ gần như là tương đồng, bởi vì đa số các tựa game này đều chưa hỗ trợ cái tính năng đó chính là Real-Time Ray Tracing. Thì ở một số các tựa game hỗ trợ Real-Time Ray Tracing và DLSS 2.0 thì cái mức độ FPS thể hiện mới có thể rõ ràng được. Tổng kết lại, theo như đánh giá cá nhân của mình thì RTX 3080 Ti không phải là một phiên bản nâng cấp của RTX 3080 như các bạn suy nghĩ, sẽ nâng cấp toàn diện về mặt hiệu năng này, xong lại còn nâng cấp thêm về phần mức giá.
Dĩ nhiên mức giá có thể là khác biệt nhau một chút, nhưng một chút nữa mình sẽ nói về giá. Cái nhân GPU ở bên trong RTX 3080 Ti thực tế ra là RTX 3090 sẽ được cắt đi một chút lượng VRAM, cắt đi một chút về lượng nhân CUDA, cũng cắt thêm một chút liên quan đến RTX Core và Tensor Core, thì RTX 3080 Ti nó sẽ là một phiên bản 3090 thu nhỏ lại. Bởi vì các bạn biết đấy, mặc dù là 3090 rất mạnh, thế nhưng cái lượng VRAM của 3090 quá lớn, 24GB VRAM là quá thừa, thì với 12GB VRAM sẽ là phù hợp nhất đối với người chơi game, hoặc là một số bạn có thể mang ra làm việc thì lượng VRAM đấy được ít đi này, cái mức độ chênh lệch cũng được giảm đi một chút. Thì về mức giá sản phẩm thì cái mức giá bán lẻ của RTX 3080 Ti sẽ rơi vào khoảng chừng 52 triệu đồng. Trong khi đó thì RTX 3080 mức giá bán lẻ bây giờ đã thấp hơn rất nhiều rồi, đó chính là 41 triệu đồng. Vậy thì với khoảng 11 triệu đồng bỏ ra, cái mức độ chênh lệch sẽ rơi vào khoảng thì cũng có thể một số tựa game sẽ là 11%. Thì đâu sẽ là sản phẩm các bạn chọn mua? Đừng quên để lại ý kiến ở ngay dưới mục bình luận video, và cái cấu hình mình test ngày hôm nay mình sẽ để ở trong mô tả, các bạn có thể click vào để xem chi tiết. Hẹn lại các bạn ở trong những video sau. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này, và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là An Phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.